Nghệ sĩ Thương Tín, tên thật là Bùi Thương Tín, sinh năm 1956 tại Phan Rang. Ông được biết đến nhiều ở lĩnh vực điện ảnh, nhưng xuất phát điểm lại từ sân khấu cải lương. Đam mê bộ môn này từ nhỏ, nên khi chỉ 13 tuổi, ông đã trốn nhà để theo đoàn hát lưu diễn khắp nơi. Thấy ông có đam mê quá lớn với nghệ thuật, gia đình đã gửi ông vào trường quốc gia âm nhạc kịch nghệ ở Sài Gòn. Sau khi ra trường, Thương Tín đầu quân cho đoàn kịch nói Cửu Long Giang, sau đó là đoàn Kim Cương. Tại đây, Thương Tín đóng cặp với kỳ nữ Kim Cương và nổi tiếng với những vở diễn như Bông Hồng Cài Áo, Vực Thẳm Chiều Cao, Huyền Thoại Mẹ. Ông đã diễn tổng cộng trên 100 vở kịch, đặc biệt 2/3 số đó là vai chính, kép độc. Khi bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh, Thương Tín lại gặt hái nhiều thành công qua các vai diễn nổi bật như Thiếu tá Lưu Kỳ Vọng trong Ván Bài Lật Cửa, Tướng Cướp Bạch Hải Đường trong Săn Bắt Cướp, Sáu Tâm trong Biệt Động Sài Gòn, Tám Thương trong Chiến Trường Chia Nửa Vần Trăng. Có thể nói, ông là nam diễn viên tham gia nhiều phim truyện nhựa, video nhất Việt Nam tính đến năm 2015 với gần 200 phim. Đời tư nhiều sóng gió. Về đời tư, Thương Tín vốn là một nghệ sĩ đào hoa. Ông từng cặp kè với nhiều nữ nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng khẳng định, tôi chỉ có 2 vợ, còn lại chỉ là người yêu. Với người vợ trước, ông có 1 người con trai. Với người vợ sau, ông bất ngờ có thêm 1 cô con gái khi đã 58 tuổi. Người vợ trẻ của Thương Tín tên là Bùi Kim Chi và cùng quê Phan Rang. Lúc nên duyên cùng nam diễn viên Biệt Động Sài Gòn, Kim Chi 27 tuổi, tức là kém ông đến 32 tuổi. Tháng 12 năm 2015, Thương Tín ra mắt hồi ký Thương Tín Một Đời Giông Bão với nhiều mẩu truyện gây sốc như việc ông bị cưỡng bức vào năm 13 tuổi, bị một ông bầu bắt làm chuyện người lớn khi gia nhập vào gánh hát. Cũng trong cuốn sách này, ông đã kể lại chuyện tình với nữ hoàng ảnh lịch Diễm My. Và câu chuyện gây nhiều tranh cãi nhất là với một ca sĩ gốc Hoa, với việc cô đã lén anh đi phá thai 4 năm lần vì sợ mất vị trí trên sân khấu khi sinh nở. Bê bối đánh bạc. 15 năm trước, Thương Tín từng gây sóng gió dư luận với vụ đánh bạc ăn tiền và bị bắt. Khi đó, ông mở quán cà phê ở Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh và bị công an bắt quả tang đang đánh bạc chảy khuây với bạn bè ngay tại quán cà phê của mình. Câu chuyện này từng gây chấn động làng giải trí, trở thành một vết nhơ với Thương Tín. Ông từng kể lúc bị bắt, báo chí và dư luận thời đó rần rần lên như thể tôi là tội phạm quốc tế. Sau vụ đó tôi phải rời nhà, đi lòng vòng Sài Gòn để chứng minh cho người ta thấy là tôi không bị bỏ tù. Cuộc sống hiện tại. Ở tuổi 65, nam diễn viên Biệt Động Sài Gòn vẫn sống một mình trong căn phòng trọ chật hẹp tại thành phố Hồ Chí Minh để kiếm tiền lo cho vợ và con gái ở Phan Rang. Ai cho nó tiền nhưng gửi về con nó, lo cho con gái nó đi học á, tại vì nó nghĩ là nó già, nó gần chết rồi, nó không biết sống lúc nào mà con thì còn nhỏ quá. Sáng 26 tháng 2 năm 2021, thông tin nghệ sĩ Thương Tín bị đột quỵ được cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Sài Gòn nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Gia đình ông ở Phan Rang cũng đã lập tức bắt xe vào thành phố Hồ Chí Minh để túc trực bên cạnh. Có cuộc sống vợ chồng nhiều khi mình cũng nói mà, ví dụ anh phỉa thì mình cũng đỡ cho mình, anh cũng có cái gì thì mình mới khổ, mình cũng có khuyên miết à, nhưng mà vì cuộc sống ở đây con còn đi học, ở quê ở đi học. Rồi lâu lâu thời gian dài, nghỉ dài thì mới vô thăm ảnh. Thứ 6, thứ 7 một tuần thì nghỉ mấy ngày thì vô, hoặc là vô thăm. Chứ nhiều khi nghỉ quá thì trường nó lại không cho xếp lỗi gì nữa. Cái sợ vậy là không dám. Trước hoàn cảnh khó khăn của nam diễn viên, nhiều đồng nghiệp như nghệ sĩ nhân dân Kim Cương, Trịnh Kim Chi, Hạnh Thúy, Lý Hùng đã quyên góp hàng trăm triệu đồng để giúp ông trang trải viện phí và cuộc sống. Theo các bác sĩ, hiện nghệ sĩ Thương Tín đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe còn khá yếu và phải nằm viện để theo dõi.